Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc này của em là phiên bản máy xăng, sản xuất năm 2016. Biển số tỉnh, xe của em chạy được 6 vạn km. Màu này là màu nâu vàng. Màu này thì cũng khá là nhiều quý anh chị thích này. Tuy nhiên nếu mà phổ thông nhất thì vẫn là hai màu trắng trắng và đen. Cái này thì quý anh chị cũng biết rồi. Màu này thì dành cho những bác nào thích cái màu nâu đất này này. Đó. Xe 2016 mà được còn được như thế này thì em thấy là khá là ok rồi. Ổn trong cái tầm tiền cũng như là chất lượng của đời 2016. Nói chung là về chất lượng thì mọi người yên tâm. Bên em có cam kết bằng văn bản rõ ràng với quý anh chị khi mua xe của bên em. Ngoài ra nữa thì anh chị có thể mang xe vào hãng hay bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc mà anh chị tin tưởng để có thể kiểm tra chất lượng nha mọi người nhá. Đó. Màu nâu vàng, máy xăng. Bản này là của em là bản full mọi người nhá. Mọi người lưu ý của em ấy, cái bản full và bản thiếu thì nó lệch nhau khá là nhiều tiền. Cùng một năm sản xuất nhưng mà lệch nhau khá là nhiều tiền. Và bản full này thì để phân biệt rõ nhất ấy, thì mọi người cứ nhìn cái cửa sổ trời như này cho em. Đó, có cửa sổ trời panorama là được bản full rồi. Đó, đời này thì rất là dễ dàng phân biệt. Ngoài ra nữa thì bản full này bộ la răng nó khác so với cái bản thiếu và tiêu chuẩn. Cái điều mà khác biệt lớn nhất trên chiếc xe này á, ở bản full và bản tiêu chuẩn ấy, thì lại không nhìn thấy được, đó chính là cái dẫn động. Cái dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó. Hệ dẫn động 2 cầu AVKD. Cái này trên bản tiêu chuẩn, tức là bản thiếu ấy, thì lại không được trang bị mọi người nhá. Trên chiếc xe này của em thì được lên cái màn hình logo, màn hình Z-Tech rồi mọi người nhá. Màn hình Z-Tech là gần như là cái màn hình mà có thể nói là xịn sò nhất bây giờ cho những chiếc xe ô tô thời bây giờ. Đó. Đây, màn hình Z-Tech, màn hình thông minh á. Xe của em chạy được 52.000 km. Đó, 52.000 km. Ghế của xe đấy. Ở cái đời này thì hiện tại cái đời này thì vẫn được rất là nhiều quý anh chị thích. Vì thứ nhất là cái sự rộng rãi của nó. Đây, mọi người có thể thấy được nó rất là rộng, ngồi thoải mái. Tuy nhiên hàng ghế thứ ba thì xe nào cũng như xe nào rồi, khá là chật chội ở hàng ghế thứ ba. Cái đấy thì đơn giản, dễ hiểu thôi. Tại vì những dòng này thực ra mà nói thì nó vẫn là 5+2 mọi người nhá. Đó. Ở cái đời 2016 này, sau khi đã qua nhiều năm sử dụng thì cũng không thể tránh được những cái xước sát hoặc là những cái hao mòn theo thời gian. Tuy nhiên xe này của em thì em thấy khá là ok. Vành viếc nó không hề bị xước nhiều đâu. Lốp thì cũng còn khá dày, chạy được, chạy ổn. Trên cái màn hình Z-Tech thì sẽ có camera trước sau luôn để cho mọi người di chuyển, camera hành trình á. Đó. Vì lý do sức khỏe nên là em không nói được nhiều, thì thôi em ngắn gọn mọi người một chút như vậy. Và xe thì em đang để trong showroom nên là không cho ra ngoài quay được cụ thể được, thì mong quý anh chị thông cảm. Em xin ngắn gọn mọi người một chút. Em có một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, bản full cao cấp nhất, sản xuất năm 2016, form mới, mẫu mới, form của 2017 rồi mọi người nhá. Mọi người để ý em cái bộ đèn này nó khác, cũng là 2016 nhưng vẫn có form cũ ạ. Form cũ thì giá nó khác mọi người nhá. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 805 triệu. 805 triệu cho một chiếc Santa Fe 2016, chạy 52.000 km. Chi tiết thì mọi người có thể alo cho em hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho mọi người xem và cảm nhận về chiếc xe, cũng như là trao đổi về giá cả. Bên em có nhận thu mua, đổi các lại tất cả các dòng ô tô đã qua sử dụng mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho em. Vì lý do sức khỏe, giọng của em nó hơi khó nghe một chút nên là xin phép được dừng video ở đây. Hy vọng là sẽ sớm được phục vụ các bác với chi tiết nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.